Em Hoàng An xin gửi lời chào đến tất cả anh chị quan thân yêu. Buổi chiều nay em An thì đang trên đường đi ký giấy tờ cho quý khách hàng thân yêu của em An. Đó, chiếc xe em An đang đứng ủy quyền, thành ra là em An lại qua tận bên Biên Hòa Đồng Nai ấy, để ký giấy cho anh trai. Và em An đang ngồi trong một mẫu xe rất là lướt, một chiếc xe i10 số tự động bản hatchback 2020. Chủ cũ họ mới chạy đúng đồng hồ 5.669 km thôi ạ. Thì anh chị cũng đủ hiểu là chiếc xe đó rất là mới như thế nào rồi, đúng không ạ? Đấy, một chiếc xe bản hatchback máy 1.2 số tự động, một mẫu hạng A quá là quen thuộc và gần như là đang chiếm thị phần số 1 hiện nay, đúng không ạ? Mọi chi tiết là rất là mới nha anh chị nha. Lát nữa thì em An sẽ rảnh, em An sẽ xuống, em An sẽ quay chi tiết mẫu xe này để cho anh chị mình tiện theo dõi. Đây là chắc chắn là một chiếc xe như mới anh chị ạ, như mới, bởi vì có 5.000 km mà anh chị nhá. À, đến trạm thu phí em An phải đóng tiền luôn. Ok, lát em xuống em sẽ quay cho anh chị nhá. Em An vừa đi công chứng cho khách hàng về anh chị ạ. Vừa đi công chứng về đây. Và giờ thì em An thấy có một cái chỗ này rất là trống, em An sẽ xuống review em i10 hatchback tự động này anh chị nhá. Một mẫu xe làm mưa làm gió, đúng không ạ? Trong suốt giai đoạn em An nhớ không nhầm là từ 14-18 ấy, trước khi có sự xuất hiện của VinFast Fairview, thì em này thì thực sự là một mẫu hạng A không có đối thủ đâu. Thiết kế rộng rãi và nhiều tiện ích an toàn, đúng không ạ? Ở bản này thì được trang bị hai túi khí an toàn, vô lăng tích hợp với chị này. Và chiếc xe này thì đi đúng vô đô 5.000 thôi, 5.600 km thôi. Qua đây độ thông minh, hộp số tự động 4 cấp. Và đây anh chị thấy nè, rất là mới như này đây. Em này thì cũng chưa xì ba gì cả, bởi chẳng có gì đâu. Đã xe cũng về được 2-3 hôm rồi, nhưng mà chưa có thời gian để làm đẹp với chị. Chiếc xe này thì em sẽ cho đánh bóng, rửa dọn cho anh chị thôi. Đây cái ghế này còn mới đinh này anh chị này. Ghế da hai màu nhá, ghế da trong này là lì đỏ này anh chị này. Quá mới, đúng không ạ? Đấy, mọi chi tiết là nguyên bản tuyệt đối luôn cho một chiếc xe i10. Đây ra ngoài này em An sẽ quay cho anh chị nhé. Đây chắc chắn là một chiếc xe siêu lướt rồi. Và chắc chắn là với những chiếc xe như này thì anh chị mua thì đời cao này, thì nếu mà anh chị so với xe mới thì nó sẽ không tiết kiệm được quá nhiều đâu anh chị. Không tiết kiệm được quá nhiều đâu. Khoảng 7-80 triệu thôi là hợp lý. Tại vì giá lăn bánh em này giờ dao động khoảng tầm 435 triệu là chưa thuế phí anh chị nhé. Đây rất là đẹp, mọi chi tiết là nguyên bản và liền lạc luôn đó, như xe mới, đúng không ạ? Có gì đâu. Nên là anh chị mua, tất nhiên là anh chị mua những chiếc xe lướt này thì nó sẽ không tiết kiệm được nhiều, nó đỡ được phần nào thôi. Đây hẹn là bảo dưỡng tiếp theo là 10.000 km ở trong Hyundai này đó. Và mọi chi tiết ở đây là nguyên bản nhé đó. Những chi tiết ốc là chưa tháo mở, em An bao cho chị là máy zin khung xương keo chỉ zin tuyệt đối hết đó. Tất cả những chi tiết quá mới, đúng không chị? Rất là mới cho một em i10 là hatchback nha chị, i10 hatchback đấy, mới đinh nhỉ. Anh chị làm mình ưng về chiếc xe này thì inbox cho em An đấy, quá mới đâu, không có gì để miêu tả đâu. Đúng 5.000 km, 5.600 km. Hàng ghế sau đây đó, thơm mùi xe mới, đúng không ạ? Siêu lướt này, có tựa đầu chị nhá, tựa đầu bằng lỉ này, sạch sẽ mới đinh luôn đó, trần lỉ đây đó. Màn hình kia thì anh chị có chỉ đường. Rất tiếc là chưa có camera đùi nhá, USB hay là AUX, iPhone, Bluetooth đầy đủ hết. Đấy, các chi tiết này mới lắm. Đó, anh chị thấy là em này thì quá mới rồi. Và sẵn anh chị sử dụng thôi. Em là siêu thị ô tô Bình Dương luôn mang về những cái sản phẩm nó thực sự chất lượng, thực sự chất lượng và đáng đồng tiền cho anh chị. Đây em An sẽ cho anh chị tham quan phần khoang động cơ nhá. Đó. Đây. Máy rất là mộc, nhưng mà chị thấy là cái máy này, những chi tiết ốc máy này hay những cái tem giấy ở cái đèn này còn nguyên hết đó, quá tuyệt vời cho một em i10 hatchback 2020 luôn nhé. Số tự động đó, đi đúng 5.000 km, mọi chi tiết là nguyên bản, chưa tháo mở động chạm bất cứ một chi tiết ốc cả đó. Đấy là cam kết tuyệt đối bằng văn bản đấy nha. Phần đầu xe vẫn là thiết kế cụm đèn pha halogen, dưới là phần đèn gầm sương mù của chị nhá, dưới đèn gầm sương mù. Em này tất cả là vỏ theo xe và sơn cua chưa lăn, nước sơn zin 99% luôn đó. Bộ mâm phay hợp kim R14 này chị nhá, R14 và bộ mâm phay này rất là đẹp đó, anh chị thấy không? Thắng đĩa anh chị nhá, thắng đĩa ABS đầy đủ hết đây, vỏ đây, vỏ rất là mới nhá đó.
Bản hatchback thì nhìn kiểu dáng nó gọn gàng hơn, đẹp hơn đúng không ạ? Xinh nhan, tích hợp gương chiếu hậu và có gương cụp luôn cho anh chị nhá. Đấy. Tiện ích an toàn rất là nhiều, khóa cảm biến thông minh này, tay cửa mạ chrome này. Đó. Và bao cho chị tất cả những cái chi tiết cửa là chưa tháo mở, chưa động chạm bất cứ chi tiết nào cả. Cái mẫu xe như thế này đúng không ạ? Rất là đẹp. Đó, anh chị thấy không? Liền lạc hết nhá, zin tuyệt đối hết. 2020. Đấy, 2020 cho mẫu này. Quá đẹp luôn ạ. Ghế đây. Rất là đẹp nhá. Đấy. Chứ gọi là hai từ là quá mới đúng không ạ? Nhưng mà chị nào mình ưng về chiếc xe đẹp này thì alo cho em ạ, hoặc lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương. Anh chị có thể truy cập trực tiếp website siêu thị ô tô Bình Dương.com để tham khảo giá cũng như là hình ảnh của mẫu này nhá. Đó, và địa chỉ gà anh em là số 1968 ngã ba ông xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Cách ngã tư 550 1 km thôi. Rất là dễ kiếm anh chị nhé. Đó, tất cả là vỏ theo xe hết. Đó, vỏ rất là dày, thoải mái cho chị luôn. Đây, date vỏ là tuần thứ 26/2020 này. Không một vết chảy và rất là hay là đời 2020 đã thêm được thắng đĩa ở bánh sau rồi. 4 thắng đĩa luôn anh chị nhé. Đấy, cao góc cả sơn zin hết này. Phần đuôi sau là cốp điện và 4 mắt cảm biến sau. Bản hatchback thì sẽ không có cái cốp sau rộng như bản sedan. Máy 1.2 luôn. Đấy, gạt mưa. Riêng hatchback là một cái đặc trưng này, anh chị sẽ thấy nó sẽ có gạt mưa hay đèn báo thắng ở trên cái đuôi gió đấy. Đeo biển số Tây Ninh và tên tư nhân anh chị nhé. Đấy. Xe mới về đây này, anh chị thấy là đồ đạc cũng chưa có dọn dẹp gì cả. À, mọi chi tiết đinh bấm này, à, những chi tiết này mới đinh. Quá đẹp đúng không ạ? Quá đẹp rồi. Sẵn anh chị sử dụng thôi. Em này thì em sẽ cho anh em rửa rồi đánh bóng lên nữa thì tuyệt vời. Đây, sơ cua chưa hạ chị nhé. Đồ nghề chưa dùng đến. Đó, có gì đâu để bàn cho chiếc xe như thế này. Siêu lướt rồi. 399 triệu cho mẫu này anh chị nhé. Giá xe không thể rẻ được. Nhưng giá này thì em ăn cũng còn bớt cho chị. À, này là anh chị làm muốn tiết kiệm đâu đó khoảng mấy chục triệu thì có thể là ưng mẫu này được. À, lướt mà, hàng lướt. À, 4 mắt cảm biến sau. Tất cả bỏ theo xe hết, những cái tem giấy này còn nguyên hết này chị này. À, bỏ mới không ạ? Quá mới đúng không ạ? Ok. Đây, phần thứ 25/2020 này. Mâm này là dơ chứ, không có chảy đâu. Rất là mới ha. Mình thùng hàng căng. Sơn zin hết nha anh chị. À, có đầu cảng kia dặm lại chút thôi, chứ còn về cơ bản là sơn zin hết. À, quá đẹp rồi anh chị. À, rất đáng đồng tiền. Nên là anh chị nào mình yêu xe đẹp, yêu xe chuẩn thì lên siêu thị ô tô Bình Dương để dinh về một chiếc xe đẹp nha anh chị nhé. Cảm ơn chị rất là nhiều và em hẹn gặp lại chị ở những mẫu xe tiếp theo. Xin chào và gặp lại chị. Xin chào.